ơi, chốt cho chị con cam đất nha, con cam, chốt cho chị con màu cam nha. Rồi bạn hẻ ra đi, mày đang cho được luôn rồi. Rồi chốt cho chị nào vậy? Rồi chốt cho chị Nguyễn Nghi cái màu cam nha. Chị có được thợ chưa? Rồi hết rồi. Ủa chị Nguyễn Nghi à, chị Nguyễn Nghi kèm số điện thoại cho em mới chốt đơn được cho chị Nguyễn Nghi ơi. Kèm giúp em cái số điện thoại cho chị Nguyễn Nghi ơi. À, có xanh nát màu vàng, xanh cái nát vàng rồi. Chú Yên Huỳnh 1m58 rồi, ok 58 mà 50kg hả? Chị về chút bèn em tí xíu nha. Lỡ mà nó có gọng tí xíu thì chị về chút bèn em tí xíu nha chị ơi. Rồi chốt cho chị con vàng nè. Em chốt cho chị một con vàng nha chị ơi. Em chốt cho chị một con vàng nè. Mày em giấu không ạ? À, cho chị màu, cho chị màu màu xanh rêu. Chị Nga bỏ hả? 62kg. Chị Nga bỏ 62kg hả? Màu sắc nách hả? Sắc nách mà 62kg thì em hết rồi. 62kg còn màu vàng được không chị? Không, màu vàng này nó hơi rộng. Màu vàng này nó hơi rộng. Rồi, tay con. Tay con. Chị Huỳnh Phương bao nhiêu ký chị ơi? Chị Huỳnh Phương ơi, cho em xin số ký của chị nha. 60kg hả? Màu cam. Màu cam mà 60kg em hết nha. Còn không hả? Hết rồi, còn tay con. Rồi ok, chú chị một con tay con. Rồi chú chị một con tay con màu cam cho chị Huỳnh Phương nè. Cho chị Huỳnh Phương luôn. Ờ, mày còn đọc nữa mày thấy nữa. Mẹ coi, chị chưa có số điện thoại. Chị Huỳnh Phương nè. Đó, chị lấy màu cam thì cho kèm em số điện. Nguyễn Nghi kìa. Chị Huỳnh Phương có chú chị màu cam rồi nè. Mày gắn được chưa vậy? Rồi. Con bấm. Vậy cho ai trước nè? Vậy chị gái chị Nguyễn Nghi mà chưa có số điện thoại nè. Chị gì? Nguyễn Nghi. Chị Nguyễn Nghi ơi, cho em có số điện thoại cho nè kìa. Một à. Cam nè, 60kg nè, con bấm cho. Một cam nữa, cho chị gì một cam ta. Một cam nè, chị Nguyễn Nghi nè. Này Quỳnh Phương có số điện thoại, còn chị Nguyễn Nghi chưa có. Chị Nguyễn Nghi ơi, kèm số điện thoại giùm em nha. Số điện thoại của chị là... chấm không có luôn. Chị Nguyễn Nghi cho em số điện thoại nha. Chưa bấm mà nó nhảy đi. Màu vàng cho chị, cho chị Uyên Phan nè. Uyên Phan. Rồi màu vàng tay con chốt cho chị Uyên Phan nè, có số điện thoại ở dưới này nè. Đó, cái đó là hai tờ của chị Uyên Phan luôn á. Rồi em lên tiếp với chị ơi, em lên tiếp nha. Em lên tiếp cho mấy chị nè. 60kg em còn màu da nó hiểu bừng hả? Màu da đẹp quá trời đẹp luôn nè, bao nhiêu cổ hai. Tay con là 215 nha chị ơi, 215. Có nhận số điện thoại chị chưa? Có số điện thoại rồi, ok nè, mấy số điện thoại của chị nè, cho một cam hoặc là màu đen tay con rồi, ok bác gì một cam mà nha chị Nguyễn Thi ơi, cho chị xem nằm em ơi. 67kg mẫu ngắn đúng không? Rồi đây nè, 60kg em có màu da, 50-60kg em có màu da nè, chị nào ưng màu da chú màu da giùm em, đẹp quá trời đẹp luôn. Đây là đầm ngắn là 180 luôn. 180 nha, con này cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào ưng cái đầm này ghi em là đầm 180 nha. Đầm 180 giùm em. Đó, cực kỳ đẹp luôn, hàng rất là đẹp luôn nha. Còn chị nào ưng thì chốt giùm em nha. Đầm 180, form này là 67kg là chị mặc vừa luôn nha chị yêu ơi. Rồi ok chị nè, em thấy số điện thoại của chị rồi nè. Bấm cho chưa? Được. Ok. Buổi nghỉ hả? 70kg cao 1m65 mặc số mấy em? 70kg 1m65 thì mặc size số 3 mà. 70kg mà 1m65. 70kg 1m65 số 3 được rồi. Số 3 nha chị Ngọc Lan ơi. Chị Ngọc Lan ơi, vậy là size số 3 của chị á. Thì bây giờ hiện tại là em có là được 3 màu. Đó, 65kg em có được 3 màu. Màu vàng, màu cam, với là màu xanh rêu. Đó, chứ màu nào chút là giùm em màu đỏ nha. 210 một con nha mấy chị ơi. 210 một con, đó. Tay lỗ là 225, tay con là 215. Áo dây đang mặc không bán đó chị ơi. Đây nè, rồi size 85kg đổ về. 85kg đổ về, em có đủ màu, có gì lựa chọn nè. 85kg đổ về.
220 con hàng cao cấp luôn. Rồi đây, em có là màu 85 kg về nè, 85 kg về là 75 đến 85 kg. Em có là màu xanh cơ, màu xanh xanh dương, màu da, màu đen vàng, màu đỏ, màu vàng, màu màu hồng, với là màu cam. Rồi giờ đã ưng thì chốt màu đó cho em nha. Chị thích chọn kia, kêu lấy số 4 thì em. Một bộ màu da 1m50 59, nặng 50 kg, vừa mà. Về chích em tí xíu được không chị? 1m49 ơi. Thì 1m49. 1m59. Ủa vậy đó hả? Được. Còn cái kiểu này không được anh chị, kiểu này nó hơi dài, chị mấy 49 là bận không đẹp. Cái áo này nếu mà chị 49 là mặc nó sợ nó bị dài á. Tại cái mẫu này nó có khối nên là nó dài hơn áo bình thường một chút. Chị chịu dài không? Chịu không. Dài thì chị dài thì em lấy chị. Rồi em qua phương ngắn cho chị chút. Size 4 em ơi, size 4 hả? Chị Ngọc Lan size 4 hả? Size 4 thì em còn những cái màu đó đó chị. Em còn màu vàng nè, màu đỏ nè, màu hồng nè, em còn được 3 màu. Đó, em còn 3 màu. Size 4 còn 3 màu, màu vàng, màu đỏ, màu hồng, ưng màu nào? Ưng màu nào chút màu đó cho em nha. Tay con màu vàng 61 kg. Hết rồi. Nè lấy đi. Căng nó 6 hả? Rồi, vậy em hết rồi chị ơi. Hết rồi, nó gặp đó chị. Còn chị yêu quay còn đúng một con luôn rồi. Ok chị Kim Lý nè, gọi dầm phòng mẫu khác nha. Hay là mấy chị muốn lên xem bao nhiêu ký để em lên luôn. Để em lên mấy chị. Ủa tay lỡ mà. Một bộ một da tay lỡ, một tay lỡ, một mắt tay lỡ rồi. Đây để em mặc cái thăm riêu mấy chị xem nha. Còn thăm riêu đẹp quá trời luôn. Lỡ là số 2 em hết rồi chị. Rồi mấy chị muốn lên xem bao nhiêu ký, mấy chị báo số ký giùm em đây mấy chị. Muốn lên sang bao nhiêu ký? Có hả chị? 44 ký hả? 44 ký. Mẫu khác. Mẫu khác nha. Đây mẫu này được không? Em còn con nè. Chị đã ưng đen hồng, chút đen hồng giùm em xả luôn. 200 luôn chị yêu nào ưng thì chốt giùm em 200 luôn mấy chị ơi. Đó đen hồng thiêu trước thiêu sau. Quần dài đen. Đó. Rồi chị đã ưng thì chốt rồi giùm em nha. 45 đến 55 ký nè. Xem nó khoát gỗ ok để tí xíu nha. Đó, rồi chị là ơn đen hồng, chút đen hồng cho em 44 kg, mặc mẫu này giùm em đi chị ơi. Thiêu trước thiêu sau luôn, xả chị 200. Xả với chị 200 luôn, còn chị nào ưng thì chốt thì giùm em là đen hồng. Đen hồng còn đúng một con nhất thôi chị ơi, chị ưng thì chốt cho em luôn nha. Đó, bởi hôm nay em bán hàng xả đẹp. Dù đẹp mà dù rẻ nữa, tại vì cuối năm rồi em xả cho hết luôn á chị ơi. Đó, còn chị nào ưng thì chốt em 70 kg không? 70 kg hả? 70 kg là em còn màu vàng, màu vàng, màu cam với màu hồng. Cho chị em sơ chơi cho chị xem cái đầm cái đi. Gơ đi không thẳng nha mấy chị ơi. Người mẫu bận đẹp hơn. Cái này mấy chị, đầm nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Em có màu trắng, màu nu với lại là màu xanh màu xanh đen. Đó, màu trắng, màu nu với màu xanh đen. Mặt bao đẹp đấy, mặt đẹp lắm luôn. Bây giờ em là biến mặt quá. Nhiều người kêu quá, bây giờ em không có. Dạ, để em lên mẫu khác cho mấy chị xem. Chị Dâu Khoát bao nhiêu ký hả? Chị Dâu Khoát bao nhiêu ký vậy? Xem Dâu Khoát mà chị chưa nói nhiêu ký nè. Chị ơi, chị cho em thư số ký nha, chị Phúc Phạm ơi, cho em thư số ký nha chị ơi. Ủa chị gì cho con xem khoát nè. Chưa cho thư số ký. Sang mẫu khác đi, rồi ok em lên mẫu này xong rồi em qua mẫu khác nha. Em đây nè, khoát nè chị ơi. Đó, cho thư số ký này để em xem coi áo khoát còn màu nào nha chị ơi. Để xem coi áo khoát còn màu nào. Em còn rất là nhiều kiểu luôn, mà mấy chị đợi em tí xíu nha. Chị nào khoát em hả? Vy Đinh ơi, chị cho em xin số ký chiều cao đi. Đó, 400 ngàn một con, cực kỳ đẹp luôn. Chị nào đã mặc qua cái mẫu này rồi là mấy chị sẽ phát mê thôi mấy chị ơi. Rất là mê luôn, có cái túi kính hai bên luôn là người ta không nhìn thấy cái túi của chị luôn. Đó. Rồi đây, đó em có nè, đen xanh. Rồi chị đã ưng đen xanh, chút đen xanh cho em. Bồng đỏ bao nhiêu ký mới được chị ơi. Chị Vy Đinh ơi, cho em xin số ký đi để em xem cái size của chị có màu đen đỏ không nha. Đó, em có là đen xanh nè. Đen vàng, đen xanh dương, đen tím. Đó, ưng màu nào thì chốt màu đó đi giùm em nha. Áo đang mặc thì không có nè chị ơi. Áo đang mặc hết rồi chị ơi. Cái áo đang mặc hết rồi. Em có bán mà hết rồi. Đó, và chị là ưng màu nào thì chốt màu đó giùm em. Rồi bây giờ em qua mẫu khác nha. Em qua mẫu khác thì chị muốn lên xe bao nhiêu ký nữa ha.
cam ấy, 68 kg cam mét 65 thì chị mặc size 3, chị muốn ôm mặc size 3, còn muốn rộng thì mặc size, muốn thoải mái thì mặc size 4 nha. Thêm một bộ màu vàng nữa. Là hai bộ vàng. Thêm một màu vàng nữa là hai bộ, một bộ cam, một bộ vàng 60 kg nha em. Mẹ chị Huỳnh Phương, vậy? Chị Huỳnh Phương. Huỳnh Phương hả? Mẹ không bằng nha, cho em giữ con nè. Cho con đây lỡ. Ai lỡ? Bây giờ chị nói là chị lấy thêm màu da. Lấy thêm màu da cho con nha. Dạ thưa con nè. Cô ok em chú chị màu da tay khô cho con nha chị Huỳnh Phương ơi. Chú không phải cho chị gì. Rồi đây đây con đưa chị coi. Rồi em chú. Đây lỡ em hết màu da rồi. Bây giờ em chỉ còn là màu da tay con thôi. Rồi em chú chị màu da tay con nha chị Huỳnh Phương ơi. À... ship bao nhiêu em á? Dạ ship em có ghi tại dưới mấy chị ơi. Ship đồng giá 30 ngàn nha. Đó. Và đây em còn đúng một con đen nỏ nè, chị nào ưng áo khoác đen nỏ thì nhờ chú khoác nó nỏ cho em 88 kg nè, đẹp cực kỳ đẹp luôn đó chị. Quy định đây áo không khác đó chị, đây nè chị ơi, lên hàng xả 62 kg rồi. Ok chị nè. Dạ để từ từ chị ơi, lên tay con hay lên tay lỏ mấy chị ơi, từ từ nha mấy chị. Rồi đây chị nào ưng thì chốt liền em, quá đẹp mấy chị ơi, màu đỏ đen đỏ. Và chị nào thích đen đỏ chút đen đỏ liền em nha, đỏ khoác đen đỏ 400 ngàn liền em, còn đúng một con luôn. Chị nào ưng đen đỏ chút đen đỏ liền em. Lên tay lỡ khác đi chị. Rồi ok nè, chị Tranh Thị bao nhiêu ký ta? Chị Tranh Thị bao nhiêu ký vậy chị ơi? 48 kg 1m52 hả? Cái gì? Ủa lộn, 47 kg 1m52. Chị nào? Chị kêu lên tay lỡ á, lỡ mình xe tay lỡ mình không có. Rồi đây chị nào ưng thì chốt liền em nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đen đỏ đó chị Vi Đinh Hương thì chốt cho em liền nha. Gọi qua mẫu khác nha mấy chị ơi, em qua mẫu khác nè. Đó đen, đen đỏ giùm em nha. Ưng đen đỏ chút đen đỏ hàng hàng cao cấp giùm em luôn mấy chị ơi. Nè coi nè, cái túi nè, túi kính giùm em luôn nha. Cái túi này là túi kính giùm em luôn đó. Chị nào mặc qua cái mẫu này rồi là mấy chị phát mê thôi mấy chị ơi. Đó 400 ngàn thiệt là nó cao, nó cao hơn những khóa khác gì, tại vì cái hàng này là hàng Quảng Châu nha. Rồi tay lỡ nè, tay lỡ giùm em. Đẹp ơi đẹp luôn. Tay lỡ nè chị Tranh Thị ơi. Nè cái bộ này chị mặc vừa nè. Dây đó. Lên màu khác đi. Áo khoác là có vô 5 màu đó, màu tím. Đây mình em lên gì đi. Một bộ màu vàng là hai bộ, một bộ cam, một bộ vàng. À chị Huỳnh Phương, một bộ cam màu vàng không, cái này đâu phải không? Ừ, để sai vậy phải không, kiểm tra lại không. Chị một bộ màu vàng, một bộ màu da đó của chị là nãy là một bộ vàng một bộ da chị ơi. Nè nè, nãy mới đầu nè chị nói là bán một bộ vàng đi chị 60 kg nè, xong rồi chị mới nói làm một bộ màu cam, là chị lấy thêm một bộ màu cam đó hả? Yeah. Mấy chị ơi, trời ơi trời. Màu da hả? Màu da hết rồi nha. Nếu màu da là màu da hết rồi. Màu da lại chốt chị rồi đó. Ủa? Thì cô chỉ một bộ màu da, một bộ màu da, màu da nữa. Mà cô chỉ là chị nói lấy một màu vàng với là màu cam. Em hết cam rồi nha chị ơi. Cam nữa em chốt với hai chị kia rồi. Mà chị kia màu vàng của cam. Mày coi hai một cam là của ai? Mày coi hai một cam là của ai? Của chị Nguyễn Thi. À đúng rồi. Trời ơi, chị lấy màu rồi màu da rồi cho con. Mày không coi hết chưa? Đây nè chị này, chị ơi. Đúng rồi nha chị, hai bộ đúng rồi. Chưa chơi mà hãy cho tới đẳng rồi. Để này đi, còn xong không em đẳng. Màu đỏ 80 kg không em? Có màu đỏ 80 kg luôn nha chị ơi. Em có màu đỏ 80 kg luôn. Đây nè chị nào lại 40 mấy kg là mặc cái mẫu này vừa cho em nè. Tay lỡ nè. Đó còn một con cuối cùng chị nào ưng thì chốt cho em. Đó. Em xả cho chị luôn.
luôn. Chị nào ôm thì chốt giùm em nha. Ôm thì chốt em là tím nha. Tím nha, 48 kg, 48 kg đến 60 kg gì. Chị nào ôm thì chốt giùm em. 48 đến 60 kg tay lỡ. Mấy chị ghi, mấy chị ghi gõ em nha. Em đọc em hiểu luôn á. Tay lỡ, rồi ok nè. Bao nhiêu bộ? 210 luôn. Bộ này đang xả 210. Bộ này đang xả 210 nha. Size 4 có màu gì em? Size 4 em qua mẫu kia nha. Size 4 đúng không? Gọi em lên size 4 với chị nè. Size 4 của dạy hàng xả nha. Em qua hàng xả size 4 nè. Size 4 mình đâu ta? Màu đen ngoài đâu ta? Em kiếm. Đây nè, size 4 em còn con này nè. Đẹp lắm nè chị ơi. Đúng rồi, em chốt cho chị màu vàng với lại là màu cam. Em chốt cho chị là màu vàng màu cam đúng không? Đây nè, size 4 là chị yêu ơi, size 4 là 75 kg nè. Là em có màu nè chị yêu ơi. Đó, chị Trần Huỳnh em nè. Rồi đây, con này em xả luôn. Tay lỡ là em xả 210 luôn rồi. Chị nào ưng thì chốt cho em luôn. Chị nào ưng thì chốt cho em cuối năm rồi. Em bán, em xả hết cho mấy chị lựa luôn. Rồi đây, chị nào ưng thì chốt thì em là đen vàng. Đó, 75 kg đen vàng giùm em. 75 kg đen vàng. Đúng không chị Huỳnh Hương, Huỳnh Phương ơi? Là của đâu chị làm có là màu cam với là màu vàng. Còn đây chị nào ưng thì chốt liền giùm em. Ưng thì chốt liền giùm em nha. Vậy là màu vàng của ai? Kiểm tra lên. Còn đây, đó, đen vàng. Chị nào ưng đen vàng, chốt đen vàng size 4 giùm em nè. Size 4 tay lỡ, đen vàng. Đen vàng giùm em nha. Dạ chất liệu solen cao cấp nha mấy chị ơi, mấy chị ghi. Vậy thôi mấy chị ghi giùm em có dấu đi. Mấy chị ghi. Màu vừa mặc là cái màu tím nho. Cái màu tím nho mà chị Lê Kim bao nhiêu ký chị ơi? Có hàng khác không em? Em có rất là nhiều luôn mà phải chị phải đợi em tí xíu nha. Chị phải đợi em tí xíu đi rồi em mới lên được chứ em đâu có lên liền được đâu, tại vì mỗi người là mỗi ý mà. Màu tím đó, đúng rồi, màu tím đó là chị Lý, chị Kim Lê, chị Lý bao nhiêu ký chị yêu ơi? Chị 80 kg hả? Màu tím nho mà 80 kg là em có tay lỡ luôn. Ủa phai 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 phai. Ừ em có tay lỡ luôn, để em lên chị xem. Rồi chị nào ưng cái mẫu này ghi em là đen vàng size 4 nha. Đen vàng size 4 là đẹp lắm luôn. Mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký mấy chị cứ báo liền giùm em nha. Đúng rồi, hai bộ bao nhiêu? Hai bộ đó hả? Là cái bộ đó là tay nha, tay gì mà? Tay con đúng không? Màu cam với màu đó đó. Tay con hay tay lỡ? Đây, nếu màu tím nho 80 kg là em có màu này. Một bộ tay lỡ, một bộ tay con. Đây, một bộ tay lỡ, một bộ tay con nha. Đây nè, hồi nãy nè, chú gì màu cam nè, màu cam tay con nè. Màu vàng tay lỡ giùm em nha. Màu vàng tay lỡ, màu cam tay con. Em để cho chú chị vậy đó. Đó, nếu mà được đúng thì chị ok giùm em, không thì em xả ra mấy người khác cho chị quay. Đó, ghi giùm em đúng luôn đi, chứ ngày mai mấy chị đừng có xả nha. Nếu mà ngày mai mấy chị xả là em vô chế độ cảnh báo là em không có bán hàng cho mấy chị nữa nha. Nên bây giờ mấy chị muốn xả hay gì mấy chị lên like mấy chị xả giùm em luôn nha. Còn hàng sale mấy chị á, chốt cẩn thận nha, mấy chị đừng có xả tới xả lui. Em cảm ơn mấy chị rất nhiều luôn nha. 48 kg son đen rất là đẹp luôn. Gì nè chị Lý Kim ơi, ưng thì chốt cho em đi. Em còn một con tím nho luôn nè, size 80 kg, 85 kg độ về. Size 85 kg độ về, size 5 nè, đó là 235. Size 5 là 235 giùm em, cực kỳ đẹp luôn chị ơi. Còn size 2 đến size 4 là 225. Đó, còn chị nào ưng cái mẫu này thì chốt liền giùm em. Ưng mẫu này thì chốt liền em nha. Mấy chị muốn lên xem bao nhiêu ký, mấy chị báo cho mấy số ký đi. Đó, tím nho. Size của chị đang có một tím nho nè, một nhưng mà tay lỡ. Tay nè, đó, tím nho tay lỡ, cực kỳ đẹp luôn. 235. Đó, size số lớn là phải hơn 10.000 giùm em. Tại vì xưởng nó may giải nhiều quá, cái nó hơn số tiền. Đó, coi chị Kim, chị Lý Kim ưng thì kèm giùm em số điện thoại nha. Chị Lý Kim ưng thì cho em số điện thoại để em chốt đơn cho chị nha. Rồi bây giờ em qua mẫu khác nè mấy chị ơi. Em qua mẫu con công nha. Ưng mẫu con công thì chốt mẫu con công nè. Rồi đây em qua mẫu con công mấy chị ơi. Để em lên hàng. À em lên mấy hàng xã đi nha. Em lên mấy hàng xã cái đi rồi em qua mấy mẫu khác. Đây nè. Đây nè, 65 kg em có nè. Bây giờ mấy chị muốn lên hàng xả bao nhiêu ký mấy chị ơi? Muốn lên hàng xả bao nhiêu ký?
phơm rộng là 5 yến nha chị, chừng nào phơm nhỏ mới 6 yến. Cái này là phơm rộng mới là 6 yến, còn về phơm nhỏ lộn là phơm bự này nè là 5 yến thôi nha. Tím nha, số điện thoại chị Thị Đỗ Cúc Hua cho em xin số cơ số điện thoại chị ơi. Ủa lộn, cho em xin số ký chiều cao chị ơi. Tím nha, kèm em số ký chiều cao để em xem là còn không nha. Mấy chị không? Chốt, xin số ký luôn mấy chị ơi. Còn đây một cam này là 65kg nè. Cam 65kg. Xả luôn. Mẫu này em xả luôn nè. Màu vàng tay con không em. Màu vàng tay con chị Bình Phương mình hết số ký chứ rồi. Ý là bà hỏi cái nào đó đó. Mấy chị chốt cẩn thận em đi. Mấy chị ghi tay con ra lỡ mấy chị chốt giùm em đi nha mấy chị ơi. Mấy chị là chỉ đi. Màu cam là tay lỡ, tay con. Màu vàng là tay lỡ. Màu cam tay con, màu vàng tay lỡ, dưng không? Ưng thì ok giùm em nha chị ơi. Ưng thì ok mà em không thì em mở ra. Tại vì cái phơm của chị á là nhiều người ưng lắm. Là nhiều người muốn là mua lắm. Tại vì size nhỏ em hết trơn à. Em còn chỉ còn size lớn thôi. Đó. Chị nào, chị nếu mà chị mua thì chị ưng nó thì chị ok mà em. Còn không thì chị nói không ưng thì em xả ra. Em coi một tí nữa ai hỏi thì em đưa lên cho mấy người đó xem nha mấy chị ơi. Mấy chị nào chốt hàng rồi em ok em chốt rồi mấy chị đừng có nói nữa nha, em chốt nữa mấy chị đó, không là em chốt nữa cho mấy chị đó nha. À, rồi cho chị mẫu nào cam cắt lấy màu da rồi ok chị luôn nè. Một lần nó thôi nha mấy chị ơi, mấy chị xả nếu mà mấy chị đổi nữa là em không đổi đâu đó mà mấy chị đổi hoài chứ em bán không kịp mà mấy chị cứ đổi hoài chết em luôn mấy chị ơi. 78kg cam mấy 68, 78kg cam mấy 68 lấy gì xây cam mấy 68 người mấy 7 à à mà một cam xây 4 hả, màu gì, màu tím nhôm xây 4 em hết rồi nha. Bộ em mặc là 210 luôn, em xả chị 210 luôn, rồi chị nào ưng thì chốt cho em đi 210 đi chị ơi. Cái này xe 5 rồi. Chị Lý Kim lấy kìa. Rồi ok chị Lý Kim này chốt vậy nè. Bộ tím nho mới mặc đó. Bộ tím nho mới mặc là sáng tay số 5. Mà chị sẽ cao tới mét 6 rồi hả? Ủa mét mấy mà? Mét 68 rồi. Chị cao mét số 4 được rồi. Nhưng mà số 4 em hết tím nho rồi. Nhưng mà số 4 em hết tím nho rồi chị ơi. Để chị Lý Kim lấy này phải không? Ờ đúng rồi. Ship cho chị màu tím size 5. Size 5 em hết tím. Size 5 em hết tím nha mấy chị. Ủa size 5 chị 67kg, 67kg là mặc size 3 giùm em nha. 67kg mặc size 3 thì em có những cái màu này nè. Còn mấy màu trên nữa kìa nhớ không. Đây nè màu đen gì đó đây luôn. Chị cứ vậy rồi bây giờ chị đổi cái màu màu đó em đâu có mà để cho chị đổi.
lên tiếp với chị nè, tay lỡ nè, bây giờ tay lỡ em còn màu màu vàng nè, chị đâu màu vàng chút rồi, màu vàng cho em nè. Còn có hai màu số 2 à?
Mẫu con
phân công. Chị Lý Kim hả? Mẫu phân công ba con thì em còn hai nào mà chị ơi? Đây, mẫu phân công của chị 85kg là em có màu vàng nè. Tay con màu vàng nè. Màu đen, đen cam. Màu vàng bò. Màu hồng hộp cánh sen. Màu xanh bơ. Màu đỏ. Đó, chị tạo chị gì đó chị lựa lại em nha. Đây nè, một chị màu xanh. Đây ốp màu xanh này chị ơi, 160. Mai em lại lúc 8 giờ nha chị ơi. Mai nghỉ. Đi. Màu xanh ngọc cũng được, tay con của tay con. Xanh ngọc cũng được, tay con rồi ok, lấy xanh ngọc của xanh ngọc. Ủa? Chị gì chị Vân Vân vô là chị Vân tiếng chị. Rồi ok, chốt màu vàng cho chị nè. Chốt màu vàng cho chị. Ok chị nha. Ủa? Chị nấu cái gì? 60 ký. Vậy là chị lấy màu gì? Em nói đó là hơn màu vàng chứ hồng không thôi rồi. Chị ơi, có lửa thì lửa, bữa nay đi chơi, ngày mai em nghỉ bữa nha mấy chị ơi. Em chốt trước cho chị cái màu vàng tay lỡ rồi nha chị Vân 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 Vô ơi. Đây đưa cái màu vàng tay lỡ 60 ký cho con mà. Đen cũng được, cô chị lấy chia với như lấy gì đó. Màu vàng rồi ok đây. Rồi ok là chị Vân ơi, em chốt cho chị màu vàng nha, không có màu xanh ngọc cho chị ơi. Chốt cho chị màu vàng tay lỡ nè. Màu vàng tay lỡ cho chị dướng nha, còn tí nữa chị lựa thêm, em còn lên nhiều mẫu lắm nha chị nha. Rồi chốt màu vàng trước cho chị nè, mày gạch con cái màu hồng bút nha. Rồi ok chị nè, màu đen cũng được, màu đen tay con hay tay lỡ vậy? Không, tay lỡ hết màu đen rồi. Ủa, tay con. Rồi ok. Rồi ok. Chốt cho cô Lý Kim nè, màu đen đen vàng đẹp cực kỳ đẹp lắm, mấy mẫu này đúng mấy cô về mặt tết bao đẹp luôn. Người ta nhớ là người ta hỏi mới chưa, mới nhớ nhắc là phải đi nói giùm con đó là mua ở shop quần áo siêu rẻ anh Hương nha nha mấy cô ơi, giới thiệu giùm con nha. Rồi lấy bông xanh cho cô nè, trời ơi không có thời gian mà cái quần vô luôn á. Quăng lên thông cảm giùm con nha. Tay lỡ màu đỏ 60 ký có không? Tay lỡ màu đỏ 60 ký hả? Hết rồi. Con công thì còn không? Con công hết luôn. Ủa đây nằm trước mắt cô. Hồi nãy thì sáng cô kia cô không có xuống lấy nên bây giờ mới còn nè. Đó, và chị nào ưng tay con câm tay con này thì chốt liền giùm em 225 màu đỏ. 225 màu đỏ giùm em. Cực kỳ đẹp mấy chị ơi. Đẹp ơi là đẹp luôn rồi. Con câm. Con câm màu đỏ. Ưng con câm màu đỏ thì chốt con câm màu đỏ liền giùm em nha. Đẹp quá đẹp luôn mấy chị ơi. Đó, tay lỡ 225. Đó, size số 5. 85kg đổ về thì 2235. Đó, đây size số 2 nè, là 60kg đổ về. 60kg đổ về em có màu đỏ nè. Màu đỏ. Màu xanh đen. Màu hồng cánh sen. Màu vàng. Đó, chị Diệu Chánh ơi, chị có ưng cái màu đỏ con không không? Ưng thì ghi giùm em cho anh số điện thoại nha. Ưng thì cho số điện thoại giùm em. Màu cam sữa, đẹp cực kỳ đẹp luôn, màu cam. Màu xanh ngọc, rồi chị nào ưng màu nào? Ưng màu nào thì chốt màu đó là giùm em, cực kỳ đẹp mấy chị ơi. Đó, em đỏ chút loại em là 60kg độ về. Đó, em có size từ 85kg về. Ưng màu nào thì chốt màu đó giùm em. Đó, chị Diệu Chánh ưng màu nào chị ơi? Ưng màu nào thì chốt cho em xin màu đỏ nha. Đỏ nè, đỏ là được không chị ơi? Còn có một con cuối cùng đó, chị ưng thì chốt cho em nha. Còn size 85kg độ về nè. Em có là màu đỏ luôn. Màu đỏ. Màu cam. Xanh bơ. Màu vàng. Cái này là màu. Màu này là màu hồng. Màu hồng cánh sen nha. Màu hồng cánh sen giùm em. Ơn thì chốt cho em. Mai có đi đơn được không là sao? Dạ được nha, ngày mai em cũng nhận làm đơn bình thường mấy chị ơi. Đó. Rồi đây, rồi chị đã ưng con
công thì chú không công cho em tay lỡ nha. Con công tay lỡ em 215. Ủa lộn, 225. Tay con là 200. Tay con là 200, 215. Cô tay lỡ 225. Rồi chị đã ưng một nào thì chú một đó liền giùm em nha. Ưng một nào thì chú một đó liền giùm em. Rồi bây giờ em qua mấy mũ không? Luyến Nguyễn Trúc là sao chị quên? Rồi đây, để em lên hàng sale tiếp tục nha. Em lên hàng sale, chị nào túng hàng sale với mấy chị đó hay mấy chị chốt đi em. Rồi một bộ đỏ cho chị. Rồi ok, một bộ đỏ cho chị nè. Màu xanh ngọc cũng được. Chị Vân bỏ màu xanh ngọc hả? Chị Vân bỏ để xem được bao nhiêu ký. Màu xanh ngọc mà 60 ký hả? Rồi ok chị, lấy cho chị màu xanh ngọc nè. Ok chị yêu nè, cho chốt cho chị màu xanh ngọc nè. Màu vàng, vậy là nãy giờ của chị là có màu vàng với lại màu xanh ngọc nha, hai kiểu. Chốt cho chị là màu xanh ngọc. Đó, rồi chị nào ưng màu nào nữa thì chốt cho em xin màu đó nha. Nè, em mặc cho mấy chị xem cái màu gì bây giờ đây ta. Đây, màu hồng cánh sen. Màu hồng cánh sen con công, rất là đẹp luôn cái mẫu này. Mẫu này mặc lên sang, cực kỳ sang luôn. Đỏ đô em đang mặc cho chị Điệp Hồ hả? Chị Điệp Hồ mấy ký? 80 ký, tôi ở chỗ nằm ngọn, ngọn hết rồi. Chị Điệp Hồ để em 80 ký. Rồi 80 ký cho chị Điệp Hồ, màu đỏ nè, ok chị nè. Đó, tay số 5 là 235 nha chị ơi, tay lỡ là 235 nha. Rồi ok chị Điệp Hồ màu đỏ nè. Rồi đây nè, 260 nè.
chứ đâu vậy, em có là màu đen tím. Đen tím là 220 ngàn luôn. 220, mẫu này là mẫu mới em không có xả nè. Em xả bớt cái gì ít thôi. Rồi đây nhìn nào Ưng thì chốt em là đen tím nè. Màu da, màu da, màu hồng, màu đỏ. 85kg đổ về, mẫu con bướm. Mẫu con bướm cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi. Mẫu con bướm đẹp ơi đẹp luôn, cái tay nè. Tay rất là xinh luôn. Rồi nhìn nào Ưng thì chốt giùm em. Ưng thì chốt giùm em nha. Còn 75kg em còn màu đỏ. 75kg em còn màu đỏ. Màu đỏ. Lấy thì kèm số điện thoại giùm em. Chị nào có số điện thoại thì em chốt đơn hết. Tại vì em in bằng trong máy với chị. In trong máy á. Nên á, phải chị phải cho số điện thoại mới nó in được. Một cam sữa thôi không? Một cam sữa một tí nè. Đó, lấy thì kèm số điện thoại giùm em để em chốt với chị nha. Còn có con cuối cùng thôi. Chị nào cho số điện thoại trước thì em để trước với chị nha. Cam đen tím. Ồ, em còn con màu đỏ nè mấy chị. Em còn một con đỏ luôn. Em còn một con đỏ chứ. Một con đỏ, chị nào ưng đỏ chút đỏ cho em 60kg đổ về luôn. Tay lỡ, đỏ tay lỡ 60kg đổ về. Đỏ tay lỡ 60kg đổ về, chị nào ưng thì chốt cho em. Đỏ tay lỡ 60kg. Ghi giùm em là mã đỏ tay lỡ 60kg kèm số điện thoại giùm em. Chị nào có số điện thoại rồi thì khỏi cho. Chị nào chưa khách mới thì cho giùm em nha. Rồi chị nào ưng đỏ thì chốt đỏ giùm em. Đỏ 60kg giùm em nha mấy chị ơi. Em có size lớn luôn. Một bộ đỏ 60kg. Đỏ hả? Đỏ kim hết rồi. Bây giờ em lấy đỏ này cho chị được không? Một bộ size số 5 màu hồng. Một bộ size số 5 màu hồng. Ok chị nha. 120. Cho chị chỉnh tội nè. Ok chị yêu nè. Đẹp dữ dằn luôn nha chị ơi. Rồi ok chị quên quệ màu cam nè. Chị tội. Đẹp cực kỳ đẹp luôn, mấy chị thử mua là hàng bên em đi. Đen tím nè, đen tím 75kg em hết rồi, chỉ còn màu đỏ thôi nha. 75kg em còn đúng không con màu đỏ này thôi. Nếu mà cái mẫu đó thì đen tím em, cái mẫu đen tím đó thì cái mẫu này em chỉ còn đúng một con 75kg là màu đỏ thôi. Chị nào ưng đỏ thì chút đỏ giùm em nha. 75kg em còn đúng một con đỏ thôi. Ngoài lấy gì mà. Lấy một cam. Một cam đó. Lấy chưa? Tắm hả? Chưa, mới tắm rồi đó. 58kg, màu xanh ngọc tay lỡ. Xanh ngọc tay lỡ em hết rồi. Xanh ngọc tay lỡ em hết rồi chị ơi. Dạ ok, em cảm ơn chị yêu nha. Em cảm ơn chị nè. Rồi đây, em còn một con màu đỏ nè. Chị gì ta? Chị điện hồ ơi, chị có lấy không chị ơi? Chị có lấy thì ok em. Có lấy thì ok em, gì mình sẽ xả con có màu đỏ đỏ trắng đâu chị lấy này nha, còn lại không lấy nè. Có ai lấy đỏ không? Chị nào lấy đỏ thì ghi em là đỏ bông hồng nha. Chị lấy là một bộ 60kg, một bộ 60kg, một bộ 60kg. Chị lấy là mà chị có đơn chưa? Chị có đơn là một bộ 60kg thì chút qua chị một bộ rồi. Thì giờ nãy chút với một bộ rồi, giờ mình chút màu đỏ là sai rồi. Là chị lấy là đỏ 60kg á. Ok, xem cam đất 64kg tay gỡ. Rồi ok, để coi còn hay không nha. Rồi. Đọc tin nhắn đi rồi. Chị nói là chỉ một bộ 50kg, 60kg, 1 bộ 80kg. Mời xả giờ mình có chốt bởi chị rồi. Rồi nè, bây giờ chị kiếm 60kg nữa. Mà kia có không? Không. Rồi đúng thì để đúng đi. Để em xem nha. Một cam mà tay lỡ đúng không? Màu cam tay lỡ. Lột cái lung đi mà. Chị phải chốt luôn đi. Cam đất tay lỡ 64kg hả? 64kg em hết rồi chị ơi. 64kg. À cam, một cam em còn con. Đúng rồi, một cam còn con. Tay lỡ luôn. Chị ơi thì chốt cho em. Đó, ưng thì chốt cho em nha, xả cuối năm á chị ơi. Xả cuối năm chị nào ưng thì chốt liền em. Cực kỳ đẹp mấy chị ơi. Đó, màu cam. Rồi chị nào ưng cam chút cam cho em nha. Ưng cam chút cam. Đây. Còn con đỏ đô nữa hỏi chị lấy không? Rồi, cam. Đỏ đô cam. Chị đẹp hồ lấy cái con nào chị báo lại giùm em nha.
chị là Hương Cam, chúc Cam cho em gặp số điện thoại giùm em. Mấy chị muốn lên mẫu nha, mẫu tay đỏ hay tay con hay là bao nhiêu ký, mấy chị báo số ký giùm em đi, gần lên mấy chị nha. Vào đây đỏ đô, đỏ đô 60 ký luôn. Đỏ đô này là 60 ký, chị nào ưng đỏ đô thì chúc đỏ đô cho em. Chị Hương có lấy một cam không chị ơi, lấy thì chốt cho em nha. Vào đây, quá đẹp luôn. Cam đất, vàng bò. Tay lỡ hả, tay lỡ em hết rồi nha. Cam đất vàng bò em hết rồi. Em còn vàng nghệ được không? Em còn vàng nghệ được không? Con không nè, còn vàng nghệ được không? Rồi chị nào ưng đỏ tay con thì chốt đỏ tay con cho em 60 kg độ về. 60 kg độ về. Đó, 60 kg tay đỡ em có màu tím đó nè mấy chị ơi. 60 kg màu một con em có màu tím luôn nè, chị nào ưng thì chốt giùm em. Chị nào ưng thì chốt giùm em. Tay lỡ màu cam hả? Mẹ tay lỡ màu cam hả? Tay lỡ màu cam em còn nha, quên nữa. Màu cam cái màu vàng mình còn nè, rồi ok đấy chị luôn. Rồi chị Vân Thu ơi, chị Trâm xin số điện thoại cho chị ơi. Em có rồi nè. Em có nè. Cái gì? Cái số 3 mà con chốt gì? 58 tiếng rồi chốt gì? Ủa vậy đó hả? Rồi rồi bạn Bảy ơi, Bảy ơi. Có chị gì, chị Nguyễn Thành đây chứ có chốt gì thêm không? Chị Hàng Bộ rồi nè. Chị Bộ Sơn Ghi hồi nãy rồi đó. Em nè. Em không có đâu. Vậy em lấy xanh rêu cho chị sắm lấy rồi chưa? Xanh rêu rồi rồi. Nãy chị kêu là kiếm một kiếm một bộ màu da da cho chị tay con. Màu da da tay con hả? Tay đi xe máy mà. Là xe ba hút một con tay lỡ thì được. Con tay lỡ thì được. Tay con chứ đâu lấy tay con hả? Tay con em hết rồi, bây giờ còn tay da. Tay bốn mà. Mà hỏi là xe máy 68 kg em còn màu da được không chị ơi? Chị Nguyễn Hạnh ơi, chị Hạnh ơi, chị lấy màu da được không? Em có màu da tay lỡ được không chị ơi? Đó, em còn màu da là được không? Ưng da chút da giùm em. Ưng da chút da cho em đi. Ưng da chút da giùm em nha chị ơi. Em mặc hai bộ. Chị Điểm Hồ ơi, bây giờ em không có thời gian em mặc đâu. Chị nào chốt được thì chốt, không thì em xả ra. Mấy chị báo em xả ra giùm mấy chị nha. Chứ mấy chị mà cứ hỏng, cứ kêu em mặc tới bật lôi hoài đâu có được đâu mấy chị. Em còn nhờ, em còn chốt mấy người khác nữa. Em chốt một bộ đen mặc, rồi ok chốt một bộ đen mặc không chị ơi? Chốt chị một bộ em đen mặc đúng không? 60 kg. 60 kg luôn á. Rồi chốt cho chị đẹp nè. Một bộ đen mặc nè. Một bộ đen mặc đó. Chú chị đi nha. Bấm cái gì ạ? Đen mặc hả? Ừ. Chơi ạ? Chị đẹp hộ. Coi. Bao giá chị con này là 210. Áo này đen đỏ không hết rồi. Tay con hết đen đỏ rồi. 59 kg em hết rồi. Chị Vân Thu rồi chị lấy gì ta? Chị Vân Thu lấy màu một cam đất vàng bò hả? Cam đất. Cam đất tay này còn nè. Một cam. Tay con hay tay lỡ? Tay lỡ. Đó, cam đất đó. Nhiêu ký? 58 kg rồi ok chốt chị một cam. Một cam đâu được, số 3 quên. Rồi 58 kg bây giờ em hết rồi nha. Em còn được ký. Em còn được một vàng này được không chị ơi? Ủa? Màu vàng này với là một cam được không? Em hết một vàng bò, một cam đất rồi, em còn một vàng được không? Một tím là chốt chưa? Nè, đó ok chị luôn nè. Ủa, okay, màu tím thôi chị. Đó, vậy là chị Điểm Hồ lấy 3 bộ đúng không? Không ạ? Lấy 2 hả? 2 hả? Một bộ 60 kg, một bộ 80 kg. Đó, em có một cam này nè, với là một vàng. Chị ưng không? Ưng thì chốt giùm em nha. Nha chị Thu ơi. Nha chị Vân Thu ơi. Mấy chị đổi ra luôn là em gói hết, em không biết được, em chốt cho khách em luôn không mấy chị?
15 một bộ tay con, 225 tay lỗ giùm em nha. Nha mấy chị ơi. Rồi mấy chị muốn lên xem bao nhiêu ký mấy chị ơi, mấy chị muốn lên xem bao nhiêu ký nữa mấy chị báo lại giùm em. 58 ký đúng không? Bây giờ mình còn cái nào gì? Mình lên luôn. 58 ký tay con, cổ màu đó đẹp đó. Thì có chị nào 75 ký không? Màu đỏ đẹp quá trời đẹp luôn. Tám chị 220 luôn, size số 5. Size số 5 là 230 nữa. 235 nữa. 225 chứ. Bạn xã chị 220 luôn và chị nào ưng thì chốt cho em. Ưng thì chốt giùm em, đỏ tươi. Đỏ tươi nha. Đó 220. Quá đẹp cho chị ơi, đỏ tươi 220. Size 4. 75 ký đổ về. 75 ký đổ về. Vàng với lại tím hả? Rồi ok, chốt vàng với tím cho chị. Rồi ok, chốt vàng với tím cho chị nha. Rồi vàng với tím cho chị nha. Nè chốt tím cho chị này trước nè. Chốt vàng lắm. Con vàng em lấy cho chị con vàng này. Vàng con công, đẹp cực kỳ đẹp luôn, lấy chị 2 triệu ha. Vàng con công. Đó như là tím có bông, như là tím cái bông. Bộ màu đỏ đẹp quá cho chị, số 2 là 59 kg. Đây 58-59 kg nè, 60 kg đổ về nè. Hãy chị nào 60 kg đổ 58 kg nè. Ưng thì chốt cho em con đỏ. Em còn đúng một con đỏ luôn rồi, chị nào ưng đỏ chút đỏ giùm em nha. Đỏ tay lỡ giùm em, đỏ tay lỡ giùm em nha. Rồi ok, lấy đồ đỏ. Đúng rồi đó chị ơi, em lấy chị một con mà 60 kg màu đỏ. Với một con 80 kg cũng màu đỏ luôn. Vậy chị nói là lấy con tay con đúng không? Đây, chị hộ mà. Chị Hạnh nói vậy. Rồi ok, chú chị màu tay con. Chú chị màu tay con màu đỏ nha. Ok chị yêu nè, tay con màu đỏ cho chị nè. Chị Tranh Nguyễn ơi, chị Ưng mẫu này không? Ưng thì chốt giùm em.
em còn được có một con này size số 2 thôi đó. Em còn được có một con size số 2 đó, chị nào ưng thì chốt liền em thôi. Chị nào ưng thì chốt liền em nha. Đó. Đó, 50-60kg thì chị nào nhỏ hơn cái số 50 đó thì chị về chích bẹp em đi xíu thì được. Mà em nghĩ mấy chị bận mấy chị trung niên á, mấy chị sẽ mặc nó thoải mái hơn nha. Chứ giờ bóp vô xấu lắm. Rồi mấy chị muốn xả bao nhiêu ký mấy chị? Đây nè, em còn con này em xả luôn nè. Em còn con 65kg về nè. Em còn một con size 65kg về, chị nào ưng thì chốt cho em nha. Em còn một con duy nhất. Rồi em còn một con duy nhất của mẫu này. Mẫu này chị nào ưng thì chốt cho em. Ghi giùm em là gì giờ ta? Rồi, ghi giùm em là tím nho. Tím nho giùm em nha. Tím nho cực kỳ đẹp luôn. 200.000. Rồi chị nào ưng thì chốt liền em xả chị 200.000 con này luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt em là tím nho tay con 200. Tím 200 giùm em nha. Tím 200, chị nào ưng tím 200 thì chốt tím 200 giùm em. Còn con nhất 65kg về. 65kg về tím. Tím cho em. 65kg về tím 200. Ghi giùm em nha. Giờ em lên hàng đẻ size, chị nào bao nhiêu ký cứ báo em là muốn lên size bao nhiêu ký thì mấy chị cứ báo giùm em cái số ký rồi em lên cho mấy chị xem nha. Đó, tím nho 65kg đó. Tím nho 65kg. Sao em không trả lời? Ủa? Em trả lời rồi mà, em nói là em lấy cho chị rồi mà chị yêu ơi. Em nói là em lấy cho chị là cái màu đỏ rồi đó chị yêu ơi. Để em trả lời rồi mà. Nãy chị lấy màu đỏ luôn mà. Màu đỏ không tâm. Vậy không có da thì lấy đỏ luôn. Tay con nữa nghe. Dạ đúng rồi, nãy em có trả lời rồi mà. Em lấy cho chị màu đỏ là em trả lời là chị em lấy màu đỏ cho hiện rồi. Chị một bộ xanh ghiêu đó với một bộ con công màu đỏ đô. Thì nãy mới vừa trả lời vậy xong á. Rồi vậy nè. Vàng này là 57kg. 57kg đến 75kg. Ưng thì chốt liền em xả luôn. Em xả luôn, chị nào có chia sẻ em xả em chị con này 180 luôn. Rồi xả, xả hết rồi bây giờ còn còn tắt like rồi em xả cho hết luôn nha. Rồi đây, em like 4 tiếng là tự tắt nha. Nên mấy chị nào mà tắt thì mấy chị đi ngủ nha. Vậy chúc có hiệu ngon nha. Rồi đây, màu vàng chị là ưng vàng chút vàng giùm em. Vàng em xả cho chị luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn. 57kg. Ủa lộn, 67kg đến 75kg mặc vừa giùm em con này. Vàng, ghi giùm em là vàng 180, xả mấy chị 180 luôn. Chị nào ưng thì chốt giùm em, xả luôn. Em xả luôn mấy chị ơi, 180 một con. 180 một con nha, chị nào ưng 180 chốt 180 cho em đi mấy chị ơi. 180, lâu lâu em xả mấy chị luôn. Xả luôn mấy chị ơi, 180 một con. Ưng vàng thì chốt vàng em là 180 nha. Đó, hàng thiêu trực tiếp giùm em luôn. Hiêu trực tiếp cho em nha, mời em bé mấy chị mà 180 luôn. 180 cực kỳ đẹp không mấy chị ơi. Vàng 180. Chị coi cái đầm đen. Đầm đen. Không hỏi con. Không có. Cái gì? Không. Tím nho 200. Tím nho 200 để xem chị bao nhiêu ký vậy? Mấy chị ơi, chốt đơn cho em xin số ký sau lưng đi mấy chị. Để em xem em khỏi còn kiếm lại cái số ký của mấy chị nữa. 53kg, 53kg sao mặc cái màu đó được. Em đã báo số ký rồi mấy chị chốt bậy rồi mấy chị về bận không được nữa nha. 65kg mới vừa. Mẫu rồi nè, có lẽ con thấy có. Hay là mẹ mới bán vô. Tím nhau đó là 65kg đổ về cho mấy chị ơi. Chị Hồng Nhi, chị lấy mẫu nào chị yêu ơi?
chị là ưng thì chốt liền giùm em. Ưng thì chốt liền giùm em nha, 75kg đổ về em còn được một con. Đó, 75. Ưng thì chốt liền giùm em. Tầm, lấy gì vậy xem được. Chị ơi,
cho anh xin số ký chiều cao đi, em xin hoài mỗi miệng có bao nhiêu ơi. Cho anh xin số ký chiều cao nha. Đó, đang xả. Em đang xả 200 ngàn đó, chị nào ưng thì chốt cho em thôi. Xanh ngọc 200, em có size 75kg độ về luôn. 65-75kg độ về hết. Mệt quá trời luôn, bán gói mặc mặc một đống đồ luôn, mệt ghê luôn, không có động lực.
này chốt liền em. Ống suông, ống suông là em có màu nè, em có size từ 85 kg về luôn. Em có size từ 85 kg về. Màu hồng nè, màu đen cam, hiệu trước và hiệu sau luôn nha mấy chị ơi, hiệu trước và hiệu sau luôn. Màu đen cam, màu xanh ngọc, màu xanh rêu, màu da đó, màu cà phê sữa á, màu hồng, màu hồng lọt là kia, hồng ruốc nha, hồng ruốc chứ là màu tím nho. Rồi chị đã ưng màu nào chút màu đó cho em. 85 kg về có size hết, có đủ size luôn nha mấy chị ơi, đủ size đó. Ưng màu nào, ưng màu nào thì cho em xin màu đó nha. Mấy chị muốn lên mẫu nào, mấy chị báo em đi, mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký, mấy chị muốn em xả size bao nhiêu ký, mấy chị báo em lên số ký đi rồi em lên mấy chị xem. À có con cá, em có một con cá đẹp lắm nè, con cá, tay con cá màu vàng tay con cũng được em ơi. Rồi ok cô, màu vàng tay con công cũng được nè. Rồi chốt, chốt màu vàng con công đẹp cực kỳ đẹp luôn, chốt màu vàng cho cô nha. 80 kg này con công. Đây, size này là size 85 kg về luôn nè. Có size 85 kg về luôn, chị đã ưng thì chốt cho em nha. Em like tí xíu nữa là Facebook nó tắt like rồi mấy chị đi ngủ nha mấy chị ơi. Đó, lỡ mà em không có chúc cho chị ngủ ngon rồi kịp thì mấy chị cũng ngủ nha. Đó, chúc mấy chị năm mới càng đang phát tài nha mấy chị ơi. Qua năm mới rồi nha. Đó, chúc mấy chị làm ăn phát tài, có tiền mua đồ của em, sắm đồ bên em nha mấy chị ơi. Nha, chúc cho cô Sumo luôn nha cô ơi. Đó, chúc cô luôn. Có gì nè, mấy cô mà phát tài phát lộc thì mấy cô quay lại, mấy cô kiếm con, mấy cô mua đồ của con nha mấy cô. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha mấy cô ơi. Đó, rồi đây chị nào ân tím nho, chúc tím nho cho em 65 kg độ về. 65 kg độ về. Đó, 65 kg độ về. Màu tím nho con cá, tím nho con cá cho em. Còn 75 kg thì em còn là màu 65 kg, em có một màu hồng luôn nha, màu hồng màu tím nho, màu hồng màu tím nho 65 kg, màu hồng tím nho cho em nha. Còn 75 kg đổ về, 75 kg đổ về là em có là màu vàng bò, chứ là màu xanh bơ đó. Chị nào ưng màu nào thì chốt màu đó cho em, ưng màu nào thì chốt màu đó giùm em. Hãy subscribe.
màu đen, màu tím nho. Đó, chưng màu nào, ưng màu nào thì chốt màu đó giùm em nha. Ưng màu nào thì chốt cho em xin màu đó nha chị ơi. Rồi mấy chị muốn lên mẫu nào nữa không? Không thì em xuống like nha mấy chị. 48 cái chị mặc cho chị xem luôn. Rồi em cảm ơn chị nè. Dạ con cảm ơn cô Subo nha. Con cảm ơn cô Subo nhiều nha. Đây nè, tính nha. Cho xem luôn nè, sẽ tạc vẫn đẹp lắm luôn. Xem một nè, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Tím nho màu đen đó, con mặt thì hơi chật tí xíu. Còn tím nho là cô ơi, đó cô tím nho, cô chốt tím nho giùm con nha. Tím nho cực kỳ đẹp luôn, tím nho. Còn cái này là màu tím Huế, đây ghi màu tím Huế đi, chứ không biết màu tím gì kêu. Mấy cô kêu tím gì cô, mấy cô còn kêu bằng nào tím gì. Mà còn màu tím này là con bướm nha, con bướm mà tay không phải là tay cánh tiên đó, khác mẫu nha. Đó cô nào ưng thì chốt liền giùm con. Size số 1 là con còn một con nè đó, tím tím nho, ưng tím nho thì chốt tím nho giùm con. Mấy cô muốn lên sẽ tạo bao nhiêu ký con cũng có nha, mấy cô cứ báo số ký giùm con đi. Hỏi con thôi ơi, ơi sẽ tà đúng không, sẽ tà 65 ký của cô là bao nhiêu, là có màu nào, là con sẽ đọc mạnh với cô xem nha. Đó tím nho với lại là màu màu tím Huế đi, kia kia tím Huế nha. Màu cam hả, màu cam 48 kg hả, 48 kg màu cam đó, cô bật hơi nó hơi rộng á. Đây nè, quá đẹp luôn. Cô lập, cô mặc nguyên bộ cho cô coi. Màu tím nó đẹp lắm nè. Đó, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Tím ưng tím, chút tím sao kim tím cà là sao, tím cà đâu, nó giờ có đọc à, cái màu này là màu tím cà hả. Nhiều người kêu màu tím này, nhiều người kêu tím kia, chắc màu tím cà á. Gọi tím cà nha chị, là ưng tím cà, chút tím cà giùm em. Cô mì 48 kg. Rồi ưng tím, tím cà thì chốt tím cà giùm em ấy chị ơi. Tím cà à, 48 kg. Em có một cam đó nè, để em lên chị xem. Một cam này là hãng thiết kế. Còn cam thiết kế nè cô. Rồi tím nho 63 kg cho chị Cẩm Liên nè. Ok chị Cẩm Liên nha. Rồi đây nè, mẫu này là cô 48 kg là mặt đẹp nè. Tím bướm, tím bướm cho cô nè. Cô lỗ cô, ok cô. Rồi chốt cho cô một con bướm nè, bướm màu tím nè, đẹp lắm nha cô. Mặt tết nha, mua mấy con này mặt tết bao sang luôn á. Đó. Đó cô muốn lên thêm mẫu nào để con lên cho cô xem. Đây tím chốt cho cô nha. Hè này nè, để cho cô coi. Đây nè, rất là đẹp luôn nha, đẹp cực kỳ đẹp luôn, hàng thiên trực tiếp luôn á. Rồi đây, hoặc là cái mẫu này, mẫu này là cô về là cô mặc cô ưng lắm luôn. Đó, mẫu này là con cô bán này, bộ này từ từ ha. Nhưng mà cái mẫu này khách nào mà mọi người là con cam nó 48 cái gì à, con cam thì 48 kg rồi, sang số 1 nữa nè. Đó, 48 kg con cam. Cam này ghi em là cam 200 nha. Cam này là cam 200 em. Cho một bộ tím nho, sẽ tà. Để con coi còn không. Rồi đây, tím màu tím cho em. Ủa màu cam, màu cam. Đó như là ưng cam, chút cam cho em với
tím nho. Màu tím nho. Ngọc màu tím nho sẽ tà. Rồi ok, màu tím nho sẽ tà 75 kg cho cô Hồng Xuân nè. Cho cô Hồng Xuân. Con ok con gặp luôn chị ơi. Lên xuống tí thì em lên cho chị xem. Ống rộng đồ bông rồi ống rộng đồ màu luôn nha chị. Chị muốn lên bông hay màu thì báo số ký cho em luôn. Báo số ký giúp em nha mấy chị ơi, đây nè. Bộ này là bộ thiết kế đẹp lắm luôn. Cái hộ này còn lên á, nhiều khách hơn lắm luôn á. Mà tại vì giờ hết size rồi, em còn lẻ size. Chất vải cũng đẹp mà nó. Cái hàng này là cái hàng gia công. Hàng là nó đính bằng kêu mỡ đính á. Rất là đẹp luôn, mà chị nào ưng cam này thì chốt cam cho em. Rồi xả mấy chị luôn 230, mà giờ xả nhiêu mà? 210 thôi. Rồi 210 luôn, mà chị nào ưng con cam này đi mình mà 210. Cái phơm mà là phơm lên rất là đẹp luôn. Người nào mặc lên cũng đẹp hết. Đó, coi chị nào ưng thì chốt cho em nha, chất giả rất là ok luôn. Đó, coi chị nào ưng thì chốt cho em, cam. À, cái hàng này là hàng đẹp cho em mà thấy không. Đó, nó đính đá luôn nha, nó đính đá luôn. Rồi, có chị nào ưng thì chốt liền em, đính đá. Đính đá thì em nha, chị nào ưng thì chốt liền em. Là cam 210. Còn một con duy nhất đó. Còn một con thôi hai à. Cam này em có size lớn luôn. Một cam này em có size lớn luôn nha. Chị Phương Ngọc cho em xin số ký đi rồi em lên cái ống gọc đó chị lựa nha. Đó và chị nào ưng cam chút cam. Ưng cam chút cam giùm em nha. Đẹp lắm mấy chị ơi, chất giải mấy chị khỏi lo bên em. Bên em mấy chị mua mấy chị cứ lựa kiểu đẹp thôi, cái gì cũng đâu chất giải. Dạ shop em ở Vĩnh Long đó chị ơi. Shop em ở Vĩnh Long á. 243 đường Trần Nghĩa, phường Tư, thành phố Vĩnh Long chị ơi. Hai là bự mà thêm bốn bự luôn mà. Cho một cây sẽ tạm thôi, mẹ cho con mẹ con cái một chị Dung nhiêu ký mà. Dung ơi kèm số ký chiều cao giùm em để em thấy, để em biết cái số ký chiều cao của chị. Chị có một gọi 60 ký thôi rồi. Hả? 60 ký. 60 ký hả? 60 ký. Đây sẽ tạm còn không? Số 1 á. Ủa số 2 mới vừa. Số 2 không? Số 1 vừa không? Còn số 1 mà mất số 2 rồi. Số 2 qua mà màu tím còn chị. Số 2 còn màu tím. Số 2 rồi còn màu cam. Màu cam có màu tím nữa. Nếu còn con màu tím. 60 ký là còn một cam mà chị ơi. Chị ơi, còn một cam thôi à. Chị Dung ơi, hàng cho em thấy, thấy cái tên nó là quen lắm rồi mà sao nó đổi sang cách mới hả? Tưởng giống tên. Đây nè, chị Nguyễn Thị Dung ơi, ưng thì chốt cho em nha. Đây nè, em có là một cam nè. Một cam thôi, cam sẽ tà thôi, ưng không? Ưng thì chốt cho em nha. Còn đúng một con luôn, chỉ còn một con xe số 2 thôi. Đó, ưng sẽ tà thì chốt sẽ tà em mặc tết. Mấy bộ sẽ tà này mặc tết là bao đẹp luôn. Shop em ngày nào cũng livestream vậy hả em? Dạ đúng rồi chị ơi, cài mà chị ơi. Cài tết không có tiền ăn rồi sao? Đó, cài ngày cài đêm. Ngày em chốt đơn, còn tối thì em cho em like. Ngày thì em like quá. Đó, mấy chị nào mà thương em, mấy chị vào chia sẻ em mà được nha. Nha mấy chị ơi. Màu đen đỏ
em lên yêu cầu, còn mấy chị nào yêu cầu bao nhiêu ký thì em lên bao nhiêu ký nha. Và mấy chị muốn mẫu nào nữa mấy chị báo liền giùm em nha. Mấy chị muốn lên size bao tay bao nhiêu ký nữa mấy chị? Mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký nữa mấy chị báo liền giùm em đi mấy chị ơi. Còn cái
cao cấp nha mấy chị. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em xanh, xanh riêu. Rồi xanh riêu em tiếc không? Cuối năm rồi mấy chị ơi, em tiếc quá, em muốn bán cho hết like luôn. Mà mấy chị á, mà mấy chị không báo em là muốn lên gì cho, em không biết lên mẫu nào luôn á. Em định xả cho hết shop luôn mấy chị, xả dành cho hết năm luôn đó. Mấy chị muốn lên tay lỡ tay con, em lên cho mấy chị lựa. Thôi giờ em xuống nha, em xuống nha, mấy chị bấm nút theo dõi trang của em đi. Mấy chị bấm nút theo dõi trang của em đi, rồi 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 ngày mai chủ nhật em like lại nha. Chủ nhật mấy chị thứ sáu. Đây nè, mấy chị bấm vô giùm em nha. Mấy chị bấm vô cái kính này nè giùm em nha. Bấm vô giùm em, mấy chị ghi giùm em là quần áo siêu rẻ anh Thư nha. Quần áo siêu rẻ anh Thư, mấy chị bấm vô giùm em là quần áo siêu rẻ anh Thư. Là nó là nó sẽ hiện lên cái trang của em. Ủa sao kỳ vậy? Đợi em cái nha. Đây là mấy chị sẽ thấy cái trang của em là tên là quần áo siêu rẻ anh Hơn. Mấy chị bấm vô cái nút hít giùm em đó, cái mũi tay hít nè, mấy chị bấm hít giùm em đó. Mấy chị mới vô là mấy chị là sẽ không có thấy cái màu xanh này đúng không. Mấy chị bấm vô giùm em cái chỗ này nè, y hệt chỗ này nha, là nổi lên màu xanh là mấy chị đã theo dõi trang của em nha. Xanh rêu chị Huỳnh Thanh Nguyên ơi, chị bao nhiêu ký vậy chị ơi, chị bao nhiêu ký chị ơi, chị cho em số ký của chị nha, rồi em chốt cho chị. Chị cho em xin cái số ký chiều cao của chị nha, để em xem cái mặt vừa hay không. Chứ mấy chị gửi mấy chị mặt cũng vừa về bỏ uổng lắm nha mấy chị. Nha mấy chị ơi. Đây. Mặt. Chị nói qua. Số ký nào người mẫu người vừa. Ủa sao trên này có thấy đâu. Có hoài gì trời. Bàn tay này chồng cưng lắm, con chưa có chồng nha cô ơi, con chưa có chồng. Cho chị số điện thoại đi. Dạ ok. Ok chị nè. Rồi bấm số điện thoại. Để ở đây lên điện thoại. Rồi để em ghi số điện thoại nha. Em con chào cô anh Kim nè. Cô anh Kim chưa ngủ hả cô? Cô anh Kim chưa ngủ sao cô ơi? Con cho số điện thoại đó mấy cô muốn liên lạc với con, mấy cô cứ điện cho con nha. Chút đơn hay đó mấy cô cứ điện cho con. Rồi thôi mấy cô, có ba mấy cô nha. Mấy cô muốn mua mẫu nào nữa không? Mấy cô muốn xem hoặc là mấy cô kết bạn cái số 63 đuôi á mấy cô. Kết bạn Zalo 63 đuôi giùm con nha. Kết bạn số hội 63 đuôi là có đăng tất cả các hình mà trong shop có bán nha. Zalo nè. Các bạn Zalo đi, là mấy cô không có sợ bị mất nít, lỡ mà có mất nít á thì cũng có Zalo để xem nha.
Zalo mẹ con tên Học Thắm nha mấy con. Để con ghi bài. Trên đây nó rồi thôi con lại mấy con nha, chúc mấy con ngủ ngon nha. Con chúc mấy con ngủ ngon mấy con. Mấy con nhớ bấm nút theo dõi trang của con nha, để khi nào mà con like hay là con có lên đồ mới mấy con sẽ nhận thấy nha. Rồi bye mấy con, chúc mấy con ngủ ngon.
Trời, hôm nay lên hàng sale gì mà thương dữ vậy mấy chị? Rồi có miếng ra luôn. Thôi hôm nay lên hàng sale mà dày ông. Để ký đem xuống mấy cái điện, mấy cái mấy chị ơi, mấy chị đâu hết rồi? Bấm giùm em cái nút chi sẽ kéo hàng mới xuống là tí không? Cái hàng mới xuống chưa bán được để gì lên hàng sale không các em? Ngừng đây. Kéo hàng mới xuống như này. Chưa kiếm được hai cái điện thoại cầm để đâu luôn. Dưới 75 kg bán mấy chị 80 ngàn đẹp không? Chốt giùm em áo lẻ dưới 75 kg.
áo lẻ dưới 75 kg chốt cho mấy chị 80 ngàn, chốt cho em áo 80 ngàn nha, áo 80 ngàn. Giờ con đây còn gì cái xe mẹ cho rồi, gì cũng để cà lóc chút hết trơn. Áo à, em chỉ mặc được đồ nhà chị thôi, sao kỳ vậy chị Thủy Lan? Ấy là chị cũng mua nhiều chỗ nhưng mà chị ưng đồ em đúng không? Đồ em là vô form chị ok đúng không? Rồi em có một cái quần baggy nè. Quần này bây giờ sale cho mấy chị 160 là mấy chị hốt liền. 220, 250 dưới 85 kg sale 160. Mấy chị coi vải nè, đã chưa? Chốt giùm em quần baggy 160. Đồ đồ cũng để đồ mà ha. Cũng để đồ ha. Áo lệ 80 ngàn của Quỳnh Quy. 80 ngàn Quỳnh Quy. Bộ này bộ ngọc trai luôn nè, bỏ vô trong cái bịch mới vừa rồi đi Vy. Ôi hôm nay xét về đẹp, ba ghi của Tiến Nguyễn Thị nè. Tiến Nguyễn Thị 160 ngàn nè con. 160 ngàn của Tiến Nguyễn Thị. Rồi Tiến. Ê, có cái quần đùi ngủ nè, ai thích cái quần đùi ngủ này em luôn nè. À, đầm nhung bi của chị Song Anh nè. Lấy cái đầm nhung bi trên cùng. Mở hàng cho chị Song Anh đi. Đó. Đúng rồi. 280. Đưa đây. Con, đưa lên cái đó đây. Con không lấy cái size L mà bỏ trong bịch. Tại vì bên nhà em là may riêng cái size dưới 100 kg đó chị. Riêng nhà em là có may cái size đó. Nè, tặng gấu bông nè. Rồi đầm này của Song Anh 280 nè. Song Anh 280. Tí tí đi, anh kiếm cái điện thoại gì vậy, coi giá gì bán đồ à. Điện thoại giờ tôi đi để đâu? Không biết nữa. Để không cầm xuống 2 cái hả? Con cầm xuống mấy cái? Con cầm xuống 1 cái hả? 2 cái, 2 cái, 1 cái 4 mắt là sao gì để sạc hả? 1 cái 4 mắt là để live stream. Chỉ là 1 cái gì mà sạc chỗ ba ngủ á. Ủa sạc ba ngủ là cái 4 mắt. Còn cái này chỗ vô chỗ gì ngủ? Đúng rồi. Không, cái này là để gì cầm nè. Cái 4 mắt là chỗ gì nằm, còn cái gì mà để chỗ đi sạc á. Gì kì vậy? Chưa hiểu luôn. Để bây, em xách cái này lên á. Em xách cái này lên lò á. Em xách cái này lên chỗ cái phòng chị. Em coi tụi có cái điện thoại ở trên thấy không em? Lấy điện thoại đi. Trên chỗ cái điện đó. Áo lễ chờ chút, em có cái bao áo Quảng Châu mà 200 ngàn. Mà size tới 100 kg á. Nãy giờ có một gấu bông thôi, Vũng Tàu 2 cái tặng. Vũng Tàu 2 cái tặng. Chờ em chút mấy chị em kiếm đồ em sale hết em à. Rồi bộ này. Rồi bộ này. Xe mấy chị 90 ngàn nè. Mấy bài nên hốt bộ này nè. Xe mấy chị 90 ngàn bộ này. Nha. 90. Đây. Chị nào chốt bộ này 90 chốt giùm em ai đi đó. 90 ngàn. Nha. Xe 90 ngàn mà mấy chị coi vải đẹp nè. Bộ này có size 60 đến 80, 85 kg và 80-85 kg đến 100 kg. Chốt giùm em bộ ai đi đó. Vải đẹp không? Ai đi đó số 1 và số 2. Số 1 dưới 80-82 kg. Số 2 80-82 kg đến 100 kg. Chốt giùm em ai đi đó. Chốt ai đi đó kèm số ký đi quý vị ha. Ai bộ. Ai đi đó kèm số ký. Không có hả? Lấy điện thoại đẹp được nhé. Lấy cái bao là xuống hả? Con còn đang được có không vậy? Nguyễn Trang nào là giờ kiếm cho ai biết Nguyễn Trang nào. Còn không biết Nguyễn Trang nào thì xả cái đồ tặng đi. 90 ngàn của Trần Hải Băng nè. Trần Hải Băng 90 ngàn. Dạ bạn sai đầm gì vậy? Chờ chút chị. Áo chị mặc là bộ nhưng mà hết rồi chị. Adidas 90 kg của Huỳnh Quy là 90 ngàn. Hôm bữa hỏi áo khoác đá 220 rồi sao không gửi cho em. Chị mới hỏi màu rồi nhưng mà hết rồi chị. À, nó đang về một lô mới, chắc là ngày mai hoặc ngày mốt có. Rồi chốt cho em ăn. Rồi, nội cha nó cái. Lấy cái bộ gì mà. Em không có đòi cái bộ chứ. Đấy, để nó chị.
một á. Trời tí chỉ thiệt kiếm cái điện thoại đó rồi. Lấy cái gì điện vô? Bỏ vô phút nè. Điện thoại nào? À, dưới đít nè, có rồi. Bỏ vô phút 90 ngàn nè con. Bỏ vô phút 90 ngàn. Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh. Ôi bộ này số mấy rồi con, hai bộ số mấy rồi. Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh. Số 1 rồi đây nè. Khánh Linh, Nguyễn Khánh Linh 90 ngàn. Trần Hải Văn có chứ vậy? Hai khu heo của BB. Khu heo mới vô luôn BB mà gần hết rồi. Hai khu heo cháy tội của BB 220 con. Canh hồi mà mua đồ đã lấy comment rồi. 90kg của Hạnh, ấu lộn, 90 ngàn của Hạnh Nguyễn đây số 1 hả con? Rồi Hạnh Nguyễn nè. Hạnh Nguyễn. Hạnh Nguyễn hình nền đỏ. Để buồn ngủ tặng cho khách rồi đó.